Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã có buổi kiểm tra thực tế một số dự án giao thông trọng điểm tại huyện Hòa Vang, cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng tại dự án tuyến đường DH2 từ Hòa Nhơn đi Hòa Sơn và dự án tuyến đường Vành Đai phía Tây từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh, Cả hai dự án này đều chậm tiến độ, nguyên nhân là vướng mặt bằng cũng như năng lực đơn vị thi công hạn chế. Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của các đơn vị liên quan, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị huyện Hòa Vang tiếp tục tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, trên cơ sở đó đơn vị thi công bám sát dự án, tích cực phối hợp với địa phương để thi công những đoạn có mặt bằng. Bí thư Thành ủy yêu cầu hai dự án phải hoàn thành thông tuyến chính vào ngày 30 tháng 6 tới.